Quán đi à? Tụi bay? Quán la lê? Ok, hello, chào mọi người nha. Ra chào các bạn. Ok, chào các bạn mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Đấm Bô Lù Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Thì video hôm nay anh em mình lại tiếp tục có mặt tại bản mời các bạn sáng chỉ bằng ghê lê. Hồi giờ yêu ayuda. Sì, vai aqui, te lavo tutto il bovo. Oggi ti quanto peso ha, te lavo? Oggi so quanto, so a parte 40. 40? Sì. Io già sape, è che devo andare, io già parlo con Dino. Quindi sabato, ni? Sabato. Sabato, Dino già parlo con che? Agottino. Sì. Agottino parlo con Dino, quindi oggi seconda. Tengo 40 peso ha, te lavo, ni? Sì. Qua 40 peso ha, te lavo. Hồi giờ nó cũng ra cái Aron, nó cũng ra phu bà, mà yêu tới lâu cả, yêu cũng ra ok, đôi xa cả ca sạc mát xa, cùng frango, tomati, olio, để bôi đã 40 bây xoa, cô gì nha, đang nói với anh các bạn, đang nói với anh là những hàng ngày thì đông người đấy, thì anh em mình thường là mua bột ngô, đấy, mua bột ngô cũng như là mua gạo, vậy là bữa thì cả bữa thì là đùi gà các bạn, nhưng hôm nay thì hôm sáng anh em mình có hỏi đi nhu thì đi nhu nói là anh đã có tin nhu nói là thứ hai hôm nay thứ hai đầu tuần thì một số người là đi làm chuẩn bị vào mùa mưa các bạn, một số người thì đi làm việc ở nhà, còn một số người thì vẫn đến nông trại làm, chỉ có tầm cỡ 3-40 người đấy, 4-50 người đấy, thì anh em mình có mua hôm nay đây mua mì các bạn với đùi gà để cho làm để cho mọi người thay đổi đấy, thay đổi bữa trưa. Hồi tuần ba tôi đủ tuần ba cùng là tao mang tomate. Bạn tao tomate. Là tomate cái milio ấy, tao mang tiralis. Đấy thì lâu ngày cả, lâu ngày thì mình ít khi vào trong này lắm. Mình thường là anh em mình thường là ở ngoài hái nông trại ngoài làm việc cùng với mọi người. Này, hôm nay thì đấy, nó có việc thì anh em mình này tiếp tục vào trong bản San Gele bản mới này, cũng như để quay cho tất cả mọi người biết là hiện tại nông trại đã phát triển được những gì đấy các bạn. Tao bạn Aki mình giáp tao tu đùa. Aquí aquí falta tomate. Tomate ahora y ahí hoy se toma meter milio. Aquí batata milio. Sí. Aquí tomate. Aquí tomate. Aquí falta. Aquí falta. Aquí falta. Sí, falta. Tira cimenti, mete mai. Mete. Đấy. Những lúc này là mọi người đang đào các bạn, đang đào trong cà chua, này, trong cà chua. Bắn đi, bắn đi. Qua la đi. Wala lê! Wala lê! Yeah! Yeah! Đây, nó nói tiếng mình học được ngọt mấy cái tiếng bản địa các bạn. Wala lê là coi như kiểu mà có khỏe không đấy các bạn. Aki batata mi liu. Tụi đu phát la chào các bạn nhé. Chào các bạn. Aki ăn đám bánh á. Nó pizza cái tomate. Đây là mọi người trong lên luộng làm rành để trong cà chua này. Bây giờ mọi người trong cà chua xong rồi thì bây giờ là mọi người đi trong ngô các bạn, đi trong ngô đây, đi dặm ngô trong sen cánh ngô, vậy là cà chua đấy. Em mandé para meter dos. Dos? Ah. Yeah, meter dos ta bình. Sí. De voy se bill bình. Sí. Ấy meter un de voy là ta la gà nó se bill bình. Vượt ra. Bichu tao cũng mê muito. À bichu, à rato, ya ta bình. Nên anh nói mình là anh bảo mọi người là trong hái hạt các bạn, tại vì là chuột nhiều lần sợ nó ăn đi là nó không lên đều đấy. Đấy trong cà chua cả dùng ạ. Đấy. Tí bột tu đùa kia, mình tách bật tan ta cà tomate. Sì, aquí aquí cebolla. À cebolla. À.
Aquí no llega agua. Aquí tengo que parar en la primera lado. Ah, ¿debería? Sí. Ya. Después. Là, nửa cái đang mọi người tự lên kia các bạn, tự lên kia xong bắt đầu tự từng lũ một, từng lũ một. Bữa nay anh em mình vào là đáng sợ đấy các bạn, đáng sợ như nên là mọi người trên những cái lũ này mọi người chưa tự hành thì mọi người sẽ không trông ngố sen kè đấy. Này. Từ đầu này là ok là một vạt cà chua vậy là một vạt hành các bạn. Này. Tất cả đấy là mọi người đang trông hành. Này, đấy đang có nước. Ê, ta bênh này. Aquí tengo agua, aquí está bien. De boda gaturu. Sego no da. Mucho sego en cimento no da. San. Aquí tomate. Ah, là một số lượng là cá chúa đến hai hai là đến cá chúa, đây là cá chúa tiệp. Bon dia, bon dia. Tudo bem? Tudo bem? Yeah. Đây, đang trong cá chúa các bạn đây. Nước đang xả vào đây. Ta bình này. Tên minh tù cement thì Milu. À nào nào, cement thì để nào, ôi giờ xin mặc để qua cả bộ. Hồi gì ác bộ? À, cái số. Này con mấy lũ này là hết cũng hết giọng luôn các bạn, cũng hết giọng luôn. Đặt thì mọi người làm rồng lại tận đâu này luôn đây. Đây, nước đang xả vào đây. Ấy rêu gà tu đồ á. À mọi người là cho nước vào đây, mọi người mới đi trồng. Si bỏ à cô bị cô bị ăn cô la đây đấy là mọi người đã tiếp tục trông thêm cải này các bạn nghe trông thêm cải cải của mọi người đấy rau ví dụ ạ trông được nhiều năm nhiều rau đấy nhưng mà rau này mà thành công thì là không biết bao nhiêu là rau luôn hành rau hành cà chua nhanh thư ký đây chắc chắn là anh sẽ làm được tại vì mình thấy cách làm của anh nhanh cách đào lụng của anh như thế này là nước vào nó sẽ bị ẩm đấy nó sẽ không khô đâu tại vì cũng gần đến mùa mưa đấy đấy tất bình cái tên va là gì đai qua em ta đai gì gà phích ca bình a quán nâu sai đấy anh làm luộc như thế này anh chăn lại các bạn nó đất nó ngậm nước nó ngậm ấy cái nó sẽ phát triển ê tu đủ ta làm ba bình hồi giờ em ra con mình nấu camera phu bà nấu camera arot mà em có camera massa công phật ăn ngủ tanh tô ma tì tanh si bò là ô liu để bọn tu đủ coi nhà bình á ta bình ta làm ba bình ta làm công phật xa đang nói mọi người làm việc tốt trưa nay là sẽ ăn mì đây nước thì mọi người chăn đấy các bạn chăn đầy lại đấy à cái pibin ở Việt Nam gì ta à pomparani à cái paulu sẽ bị paulu patanta dọc này là rừng đồng trong bầu bị các bạn cũng như mấy người ngoài kia mình cũng trong bầu bị ngoài bướm ngoài kia ở phía đông này thì rừng đồng vào rừng đồng trong một dãy tu đu giá siêu tu luôn này đã lên hết rồi các bạn này này nhưng đông trong bầu bị lên mà tay trong cái gì là nhảy lên nhánh mình trong giờ mình chơi lên mày này trong cả bốn hà đã lên cả bốn hà luôn các bạn này cái mét qua tu đủ xi măng thì siêu tu đủ này này giá siêu tu đủ lao ta trong sáu cái trong bảy cái một hai ba bốn năm Agin, sao bị nó sao bị? Nào, này trong 6 hạt mà lên 5 hạt rồi các bạn. Nhìn được thì hiện tại mọi người đang chằn đấy, chằn tự lũ này xong thì mọi người sẽ chằn từ đây. Đấy, những cái đoàn đất đấy là mọi người chằn đấy, chằn nước đấy, chằn được cho nó chảy nhánh này tự nhánh đấy. Còn để chảy mà chảy đều cả thì lâu lắm không thể tự được hết. Tại mùa này đang mùa khô đấy, cuối mùa khô đấy các bạn, nước đang rất ít. Agi. Agabo. Ni, oi tudu. Oi tudu. Hoji ra rega tudu ni. Agabo lai shima ni. Bye bye su. Rega tudu. Ya. Ta bay. Này cần chăn được vậy các bạn. Hết trên này hay là hết tất cả đến nay bắt đầu lại đi xuống dưới đấy. Dưới đến này, dưới kế thì hôm nay rau cũng thấy mọc xanh này. Agi xe gà ni. Agi tinyu. Tên nó agi xe gà bơ tan ta tudu. Tudu cementi. À si bo là tomati công cô vì từ đây là ok là mọi người trong một vườn rau các bạn còn bên này thì à tu đủ ta đến đủ aki tu đủ nấu cam à giá bao lù giá con mà ra mắc cái nào ta đặt tôi đi để bôi bao lù ta là gì ta là ba tu đủ ta đủ bền tu đủ bô bù nấu cam vào mai hả ăn đã số giá con mà ra mắc cái nào đang nói với anh các bạn tất cả đất đây là hôm nào là
nhưng đâu là mua máy cày thôi. Thì hôm nay máy cày về thì sẽ đem máy cày vào, này sẽ đem máy cày vào là cày đất chỗ này, cũng như là bắt đầu vào mua mưa để trồng cây lương thực, bản cây ngô, này, ngô khoai sẵn đấy, chỉ đấy thì hả? Agi tu đùa, bây giờ ta tới đâu? Vai limba. À, tôi làm gì á? Bên kia thì mọi người đang khai hoang bạn, đang khai hoang đất, này chuẩn bị vào mùa mưa để trồng ngô đấy. Này, còn chỗ này thì anh mình vừa nói về anh đã có tí nhu xong, anh thư kỹ xong. Chỗ này thì mọi người không phải đào dệt để vậy là máy cày vậy thì những đồng sẽ đem máy cày vào đây sẽ làm đất, này làm đất cũng như là chuẩn bị cho mùa mưa trồng cây lương thực, cây ngô đấy bạn, ngô khoai sẵn cái gì đấy. Hả, tôi đủ tôi là bao bay nhá, em bay gì ta? Ê. Trước mình vào là cải mấy nhũ và cả mấy trông như kiểu thế này luôn. Trước anh vào đây lấy là cải mấy trông nhỉ. Ôi tụi đem bù yêu vai vi gì tàn ý. Ê kì tụi đồ mi liu, nâu xà biu. Ê kì cô vi. Vì tụi bi kè nụ. Mà ai có ra mũ tụi gà đây ní. Này. Cũng như cái video lần trước mình vào quay đây, tất cả chỗ này là nó đang ấy các bạn, đang ngô thì chưa mọc đấy, ngô chưa mọc mà cải thì bắt đầu mới trồng giống như phía trên này, nên cũng giống như cà chua vậy là hành vô đang trồng phía trên này, mà hôm nay cách tầm 10 ngày đã dùng nhỉ, 10 ngày chứ nhỉ, tầm 10 ngày hơn 10 ngày các bạn, nhưng hôm nay này rau có số một số cây rau dưới này như bắt được nước hay là bẹn hơn rầy bẹn hơn thế là ôi rồi rầy bẹn hơn thì hôm nay đã to rồi bạn, chuẩn bị ăn được rồi đây. Đây, những cây rau này, đây bờ trường này thì mọi người xem kè là ngố. Chắc mũi tủ gran đây này. Mũi tủ bênh. Đây anh thư kỵ. Các bạn, trong này rau rí trong này là tất cả những rau rí trong này là anh thư kỵ cho người từ sắp xếp cho mọi người làm hết này. Thì mình thì ít vào trong này đấy. Thì mọi người xem cái video thì các bạn cũng biết đấy. Mình rất ít khi vào trong này. Chỉ có hôm nay này. Lâu ngày không vào đấy, hôm nay thấy mặt trường đấu luôn mà vào luôn thì hỏi em đi nhu đấy, đem đồ ăn vào cho mọi người thì tiền thể là quay cho mọi người biết là phát triển ở nông trại hiện tại là chưa vào mùa mưa đấy, nhưng mà đã có rau rí là phát triển như thế này thôi đấy. Mũi tù bù ni tù ai có tin nhu mũi tù bù ni tù ai cái tira capi bán đi tụi đồ bánh dạ tụi đồ tà la ba bình. Hồ chữ eo ra con mà ra kể, mát xa con pha đang ngủ con tu đùa ô liu si bò là tô ma thì hả? Đừng bôi tu đùa con mai bánh á dạ, tu đùa ta là ba bánh đấy, nói mọi người các bạn làm việc đấy. Hồi nào thì nói đến kế thôi, giờ bây giờ xuống như này gặp mọi người thì lại tiếp tục nhận mạnh cho mọi người là hôm nay là ăn ấy các bạn, ăn mì hả? Cái này nhìn cái này nhau nên kiểu nó phát người nó có người to người bé em hay mình bắt cái bên này bê sô a tanh bê sô a gara này tanh châu bê sô a bì kê nù cái tí bù cô bị y qua lì tao mấy y qua lì tôi đủ y qua lì ấy tanh bì kê nù tanh gara này bê sô a cũng tanh bì kê nù bê sô a gara này đi em bì kê nù y qua tu đủ rau cũng giống ngươi các bạn, có cây to cây bé. Khoai cười này. Tâm anh. Đấy khoai anh. Khoai mình cái này. Tâm anh đi. À nào. Tâm là bánh đi. Nó muốn tụi bị kê nữa. Ê, có xem tụi gần đấy. Ê, bị kê nữa rồi. Cái này là bắp cải Việt Nam rồi. À kìa. Xin mày tìm được Việt Nam đi dán đi. Cái sao kìa? Ừ. Là bắp cải các bạn, bắp cải. Bắp cải mua như mua này thì anh em mình nghỉ không được. Tầm 80% là không được, tại vì bắp cải là phải trong qua mùa lành. Nhưng hiện tại chỉ là cuối mùa lành đó các bạn, nó sẽ không cuốn đâu. Trong hiện nay thôi chứ sau này ăn lá thì nó sẽ không cuốn đâu. Ai có đang mua tù nó tanh phiêu minh tù. Nào, có đang xin mua mặt nó nó tab ăn ý, ê lì nó tab à. Những cái rau cải, rau bắp cải này các bạn là không phải mua lành, hết mua lành nó thì nó sẽ không cuốn đâu. Nó cuốn ít lắm. Nhưng mà trong hiện nay sao ăn lá cũng được. Đấy thì mọi người là đang đi làm cỏ các bạn. Cỏ thì đáng nhỏ mọi người vẫn làm. Tập bình. Tôi đủ ăn tập bình nhé, nó pizza xe. Cô bị công mi liều á. Ngô hôm nay lên đẹp rồi các bạn, ngô này. Tôi đủ ghi mê tê sung xi men đi. Đúng. Sự biểu tôi đủ ấy này. Nhưng chỗ này là mọi người, anh Minh vừa hỏi anh có tình nhiều không là sống là
Những chỗ này là mọi người chỉ trồng một cây, nhưng mà nó lên hết luôn. Một cây lên một cây, một hạt lên một hạt. Tập 7. Đặt hoàn toàn tên từ đến kia, hiểu như này là một vườn rau các bạn. Vườn ngô, ngô trong xiên kè. Bên này cũng rau hết luôn. Tất cả này là rau luôn. Hôm trước mình vào thế, mình vào đang bẻ lắm. Bây giờ là đã to như thế này này, chuẩn bị thu hoạch được rồi. Tầm cái vào mùa mưa là bắt đầu có rau thu hoạch đấy, đi bạn hoặc là chia đề chia cho mọi người. Mọi người chia cho mọi người không hãy thì khi đó là có rau bán này các bạn. Này, giai đoạn này nó lên rất đẹp luôn. À cái giá mấy tê à mọi người cũng à đúng bu. À số số à à mọi người số. À số à đúng bu số. À số. Chỗ này đã bỏ lần rồi mà. Mai cái đàn đẹp mấy tê à mọi người. Bỏ để cho thời gian này nó lớn lên nó sẽ tiếp tục bỏ đàm này. Đến chỗ này là bón lấn thôi, nhưng đang thiếu đàm. Tớ bình thăm mọi người một vòng. Tu đu là ta là ba. Tu đu ta là ba bình ha, để bôi vai coi như nhà cô mẹ á. Eo mùi tù cú ba đủ. Hả? Eo vai pha dân đà lù gô lù. Pha dân đà lù linh bon tuổi. Pha dân đà lù long go li ha mu tu ku man do tu tu la ba bang de boy ko ni nya eu ya tala ya ke masa kung farangu ha tu tu la tala ba de boy ba ko ni nya ha fa la bang tu du bo bu đang nói mọi người các bạn để mọi người làm việc lát được lên đậu ăn hay, thì quả, ăn nổ thì mình không quay được tại vì là giờ hiện tại những đống đang bẩn ấy thì mình chạy đi chạy lại mình nóng trại đấy cho nên không thể ở lại đấy nấu ăn cho mọi người được thì để cho mọi người tự nấu ăn và ăn trưa các bạn. Như đây cà chua đây. Cà chua này hôm nay đã bẻ này. Cái này có mưa chuẩn bị có trà nước vào. Giá mấy tê à bao nhiêu? À đúng. Đây. Đã bỏ vào lấn này các bạn này, lấn này. Cái bữa này đã bẻ này. Ta bên. Thà là tôi đủ tí đã cặp bì bênh á. Công rê gà bênh. Nó đã phao ta à quá. Ô tôi đủ vai rê gà sô, ô tôi đủ vai bà tăng ta, ô tôi đủ vai tí đã cặp bì, đê bì tí là bà á. Nhỏ anh các bạn. Là sắp xếp mọi người làm số nào ai đi làm cỏ thì làm cỏ, còn ai đi tưới nước thì tưới nước, còn ai mà đi trồng cây giống này cũng trồng ngô hay là trồng hành thì cứ đi trồng đấy. Sạch sẽ nhỉ, hay muốn tủ lim bù này muốn tủ lim bù này sạch sẽ là các bạn ở trang tài, nhưng mà như kiểu không có cái lạ luôn, quẹt giòn ấy xe cái lim bà để ba nhá này, để ba nhá sạch sẽ lắm các bạn này, mát lắm. Cái mang gai ra tay nghe tay mình đừng mang gà này, cây xoài trái bắt đầu ra trái đấy. Tira tu đủ cô mi à cô mi đã mấy tên à, me giá thắm một vòng rồi à, có tình nhiều phân là cũng tu đủ apple giá tinh kì mắc kẹn à để bôi nấu cao vào mai hả nói với anh, nói với mày bà lớn tuổi các bạn chuẩn bị có máy cay đây. Mấy cây vào làm việc thì mọi người đỡ vất vả hơn. Này, ô, dùng trên đi khai hoang đây à? Hôm trước mình vào đây, trên này đang cây cối đấy. Đang cây cối cả mà, bây giờ đã khai hoang rồng ra đây. Trên này trồng được một vạt ngô nữa dùng ạ. Đi ra hồi nào thì anh mình để mà treo ngoài bản gỗ lô làm việc với mọi người. Thì anh mình còn phải đi ra một nơi, một chỗ một ít nữa, một tí nữa. Bản lính văn tuê đây, còn bản gỗ lô nữa đấy. Văn đi ạ vô. Ya tu du bang ha? Ya. Eu ya ayuda chef phi bao lu. Ya vai tada tu du bo bo. Eu ya komana ke masa. Kung farangu. De boy tu du koi nya abo fika ke kome bang ha? Ya eu mutu ku ba de boy agora eu vai lu golo kung linh bon tuy. Đấy là mấy ông mấy ba thì đi lùm lại cái các cái khố các bạn, các cái khố để đổ cho sạch sẽ. Ya ta bang abo. Chào á. Chào abo. Yeah. Này, giờ anh em mình phải đi ra ngoài kia các bạn. Tập ơi. Đây. Là cái eo có một đám bình tù kìa. Tomate. Này cũng xì bò là cái hả? Là cái farango. Farango tí ra. Ta bà. Có ta đề bà đi. Sẽ ung farango gà này đi. Có ta quát rù. Đây một thùng đuôi gà đấy các bạn. Đây một thùng đuôi gà. Đâu đi. Anh em mình có thùng một mô thùng đuôi gà, vậy là hai thùng mấy gì. Để cho mọi người nấu ăn. Mày hôm thì ăn đấy. Đây, thùng đuôi gà mình hốt sẵn là đống đá rồi.
Đấy, mỗi hôm thì ăn bột ngô. Đấy, ăn bột ngô, ăn gạo, ăn cơm. Hôm nay thì với số lượng, anh mình biết số lượng ít người thì anh mình có mua mì ý, vào cho mọi người từng. Mọi người ăn bữa trưa, 40 người thì ăn 20 thừa, 2 thùng mì ý như là Agi, đôi xe gắn. Vài xe gắn, đẹp đi. Tại vì là một thùng mì này cũng nhiều lắm các bạn. Một thùng mì như mình, bao nhiêu gọi nhỉ? Để có ngoan thì có cái gọi mà. Đây, 20 gọi đây bạn, 20 gọi. Nhân ở 320 gram. Đấy, nhưng một gọi này là có thể chế. Ai mà ăn khỏe thì ăn này để được một gọi các bạn. Nếu mà yếu thì không hết đâu. Đây, như bọc. Đây, bọc ra cho mọi người xem. Đây, một gọi mà hai người thì mà hai gọi ba người là vừa. Này các bạn, Agi đôi xa cụ. Đôi xa cụ. Canh mà kê đủ. Có mẹ phót xa ghê xuống xa cụ. Acabo, acabo. Coi như nhà vậy nhá. Thì ok các bạn. Thì trên đầu video anh mình cũng đã nói đấy. Thì là hôm nay là anh mình lại có mặt tại bản mới của bản Sán Chi Băng Ghê Lê. Đấy. Đem đồ ăn vào cũng cho mọi người cũng như tiền thể là quay cho các bạn biết là hiện tại là cuối mùa khô đấy, nông trại ở bản có phát triển được gì không đi? Chỉ có phát triển rau các bạn, rau, cà chua, hành. Đấy, hành với cà chua thì mọi người đang trồng, còn rau thì cũng đã phát triển cao rồi các bạn. Cũng là bẹn này, cao rồi, cũng chuẩn bị là có rau ăn rồi. Thì mình còn phải đi ra ngoài bản Gô Lô cũng như bản Linh Văn Tuyền nữa. Thì video này anh em mình xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, ý nghĩa, cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đồng bộ lưu blog cuộc sống của chú ý. Chào các bạn. Chào tất cả mọi người nha. Ha, đã tôi đủ cô mẹ bay nhá. Anh gì? Cô mẹ, cô nhà Limbu. Anh gì? Hồi giờ tên tôi đủ cô già cu cuia, Marsa, công Frangu, tên Sibo là tên Oli, tên Tomati. Cô nhà bệnh, cô nhà Limbu. Đã tôi đủ cô mẹ bay. Ha, yêu vai Linh Mon tây, Golo ha, ta bay. À bà nhà ha, chào chào. Dạ chào. Này bây giờ để mọi người làm việc các bạn, anh em mình phải đi ra ngoài nữa. Đi ra ngoài, hai bạn ngoài nữa.